lên lấy hoàng tử ô tô, hoàng tử ATV. Hôm nay mình sẽ tự tay đập cùng thêm một con ATV, đó là một cái bản ATV 125. Nhưng mà hôm nay có bản có chút cải tiến. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đây là một cái xe nguyên thùng nó như thế nào. Đây nguyên thùng đây. Đấy anh em. Đây rất xe này rất gọn. Và bản này là 125 thì là chạy xích thôi anh em nhé. 125 chạy xích thôi. Đây là một chiếc xe nguyên thùng. Nguyên thùng. Ok, không chờ cho anh em chờ lâu nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành đập hộp chiếc xe này ra. Mấy phút cố gắng bởi vì kiểu mới đồ đạc gần như là mất tích hết rồi. Nó hơi chậm anh em. Sau vài phút cố gắng thì mình đã mở cái thùng ra. Để cái thùng ra và bắt đầu lộ ra màu sắc và phụ kiện theo xe. Đây là một chiếc xe màu xanh da trời anh em nhé. Phụ kiện theo xe này. Đấy. Đốt nước đầy đủ. Lội với em nó thì nó rằng là đang buổi giữa trưa cho nên là em lười đi mua xăng anh em ạ. Đây thì em sẽ giới thiệu qua của chút nó cái em nó. Đây là cái ATV 125cc chạy xích xích sau anh em nhé, với hệ thống phanh đằng sau là phanh đĩa, còn phanh trước là phanh căng trống. Đó. Bên này không biết là các bạn có thấy không, sợ ngược sáng nó hơi tối. Đó. Đây với cái chiều dài chắc là lát nữa em sẽ đo lại, em sẽ cho các bác nhìn qua tổng thể một xíu. Đây đèn có cốt pha các bác nhé, đây giữa trưa, đèn giữa trưa mà nó còn rất sáng luôn, cốt pha nhan nhiếc đầy đủ anh em ạ. Đây nhan nhiếc đầy đủ, vòi đèn đầy đủ, có cả cái kiếng có cả gương nữa nhưng mà em chưa lắp. Đó đây, các bạn thấy không?
với cái thông số lốp đằng trước nó sẽ là AT19.700-8 inch. AT trừ em sẽ zoom cho các bạn. Đằng sau thì nó bề ngang nó đây, các bạn nhìn thấy hai cái bề ngang của nó nhìn là nó khác nhau, cái bề ngang này, bề rộng này nó khác nhau. Đằng trước thì bé hơn nhưng mà lốp nó cao hơn, còn đằng sau ấy thì lốp nó bé hơn, cái bề ngang nó rộng hơn nhưng mà nó sẽ thấp hơn, là AT18x9.5 từ lá răng đều 8 inch. Và đặc biệt với xe này thì em đang đặt là 3 số tiến. Đây, số nó sẽ hiển thị ở đây. Đèn này nó không được lấy, không được nét cho lắm. Khá là có 1, 2, 3 số 1, 2, 3 các bạn nhé. Xe này hoàn toàn mới cho nên em chưa lắp, chưa đổ xăng. Thì một xíu nữa em sẽ đổ xăng và test thử cho mọi người biết. Thì bây giờ em sẽ đo cái chiều dài của xe để các bác dễ hiểu hơn. Thì do một mình nên là cũng hơi khó hơn nam ấy. Thôi nào đấy. Phần đuôi là 1m39 phân, 38 phân thì chuẩn hơn anh em. 1m38. Phần từ đầu đuôi đến đuôi xe là 1m38 phân. Còn cao xe yên đằng sau á, cái phần giá đằng sau á sẽ là bao nhiêu? 78 phân. 78 phân các anh ạ. Các anh em ạ, 78 phân. 78 phân là cái bề cao này, 1m38 cái chiều dài này, từ đầu đến cuối đầu này, 1m38 cái giá của xe thì là 70 anh em nhá, 70 ạ. Có thấy không ạ? Đó, hơi chói sáng một chút. Cái giá đằng trước và đằng sau thì bằng nhau 70. Còn cái phần bánh này em sẽ tính phủ bì các bạn nhá, 90, 89 thì hơi đúng hơn. 89 phân. Đằng trước rộng hơn một tí. Đấy. Đằng trước còn thành 98, 89 và 98, hai con số ngược nhau. Đằng trước thì rộng 98 phân. Em tính cả phủ bì thôi nhá. Tính là từ mép ngoài lốp này. Từ mép lốp này. 98 phân. Cái này thì rộng 70 phân từ đây đến đây, 70 phân chung nó làm gì rồi. Thì em vừa đo xong, đây, 70 phân này. Đó, 70 phân luôn ạ. Ghi đông thì nó cũng mặc định rồi các bạn, không thể chỉnh được. Cao 1 mét mấy á, đúng 1 mét tròn. Đúng 1 mét tròn luôn các bạn. Cao 1 mét, thì xe này là 3 số tiến và 1 số lùi. Đây, cái số của nó vào cơ chế số nó hơi mờ đấy, con không cảm. Hôm nào bạn khá là em khá nhiều xe cho nên là chưa có thời gian để test được cho các bạn. Một hôm hẹn các bác vào đẹp trời thì em sẽ test cho các bác. Hôm nay quay chay cho các bác tưởng tượng và cái hình dung thôi. Đó là một chiếc xe ATV về lốp vành 8 inch hoa văn rất đẹp, chạy xích và phanh đĩa đằng sau. Xe này chạy xích, phanh đĩa đằng sau. Lốp 8 inch, lốp đằng trước thì nó bánh lái thì nó nhỏ hơn một xíu, nhưng mà nó lại rất cao. Đó. Có đèn còi xi nhan gương lược đầy đủ. Đèn có cốt pha, có đèn còi xi nhan đầy đủ các bác nhé. Cái xe này em đang bán với giá là 22 triệu mùa Covid. Nó hơi cao, 22 triệu 500.
khá là cao rồi các bạn. Ok, thì cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Thì mọi chi tiết anh em có thể liên hệ với Hoàng Thống ATV nhé. Với số điện thoại là 0985 839 983. Xe này hiện tại đang có ở Hà Nội và Sài Gòn. Sài Gòn được trước màu đỏ, Hà Nội trước màu xanh da trời này nhé. Cảm ơn mọi người ạ.